Ai. Anh Duy uống viết Esten hả? Đúng rồi, em uống Esten nha. Có gì hot nữa không? Hồi nãy cái cuốn Chính trị bình dân là của ai ta? Ok. Ôi. Có nha. Anh lên Google anh search từ trừ từ khóa là Phạm Đoan Trang nha các bạn, thì nó ra là khoảng 2.280.000 kết quả, thời gian là 0,37 giây nha. Còn bây giờ Duy Nguyễn search chữ là Duy Nguyễn á, thì nó ra đương nhiên là trang này là nguyên là Duy Nguyễn hết rồi, Duy Nguyễn quá nổi tiếng rồi, không có gì phải quảng cáo cả nha. Kết quả là 32.000 bạn, rất là nhiều kết quả hơn đó. Kết quả 32.432 chia cho 2.008 ra nhiêu mấy bạn? 32 chia 2.008 ra nhiêu? Thì hồi nãy bạn kia, bạn gì đó, bạn kêu là anh Duy đọc sách, anh Duy cũng suy nghĩ lại rồi. Mặc dù có thể anh ta không có tiền, người ta làm sách đẹp, nhưng mà thôi kệ, người ta hay mình cũng đọc. Người ta hay thì mình cũng đọc thôi. Nhưng mà giờ thế giới ảo mà, mình đâu có biết người ta hay hay không hay chỗ nào đâu. Mình phải giờ nhờ Google thôi. Dân ta phải biết sự ta, cái gì không biết thì tra Google nha. Thì cái từ khóa của anh Duy Nguyễn được 32.000, từ khóa của Phạm Đông Trang được 2.008, làm tròn 3.000 luôn đi. Thì cái danh tiếng của anh Duy Nguyễn về cái độ mạnh khi mà sợt nó gấp 10 lần Phạm Đông Trang, thì nếu mà chúng ta dựa vào cái đó thì anh Duy Nguyễn có cần phải đọc không các bạn? Nếu là các bạn kia là anh Duy Nguyễn thì có cần phải đọc một cuốn sách của một người mà danh tiếng kém mình gấp 10 lần trên mạng, trên 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 Google không? Hả? Thôi các bạn cũng đọc Duy Nguyễn Diêm Phổ đi nha cho nó chắc cú bạn, tại Duy Nguyễn Diêm Phổ có Duy Nguyễn Bảo Kê. Ok. Sợ xem có hình nude của Đoan Trang không, rồi qua hình ảnh luôn, bạn thích thì mình chiều. Rồi mình thích tìm chiều rồi, bây giờ hình ảnh của Duy Nguyễn nha, nó ra thôi bạn khỏi nói đi, mà lật rồi lâu lâu có thằng nào hơn lắm, nó không phải Duy Nguyễn nó lọt vô không. Còn hình là thôi Duy Nguyễn không đó không, quá trời mà sao có một bé yêu này nữa ơi. Thấy không, hình của Duy Nguyễn đầy hồi xưa trẻ trẻ trâu nè, thời trẻ trâu cũng có nè. Không, đầy hết. À, mình qua Phạm Đoan Trang chắc cũng có nhiều không, gì mã ơi, sao hình phạm Phạm Đoan Trang ra toàn công an không vậy trời, chết mẹ không. Ủa vậy Phạm Đoan Trang là ai, là mấy chú này hả, ghê vậy. Đây có hình gái duy nhất nè, đừng nói cô này nha, chết á. Hay là cô này không, cô này giống đại biểu Quốc hội chứ không phải. Cô này model rồi, cô này trên Vinh New là model rồi, thì chắc khả năng là cô này. Cô này là Phạm Công Danh nè, chắc khả năng là cô này. Có một hình nè, à đây nữa này, hai hình, được hai hình. Đó, thôi vậy, các bạn tự tìm hiểu đi nha. Thông tin nó có vậy thôi, thông tin nó có vậy thôi các bạn. Dâm chủ hả? Trời đất ơi, xấu quắc vậy làm dâm chủ anh. Trời ơi, anh giỡn nha em, anh Tiến. Cái này là mình cho anh Tiến coi thôi nha. Cái này là mình cho anh Tiến coi thôi. Anh Tiến nhìn vậy anh Tiến dâm nổi không anh Tiến? Hả? Anh Tiến, trả lời em đi.
Trả lời em đi anh Tiến. Anh dâm nổi không? Anh trả lời lẹ nha. Cái này là quan trọng, cần phải xác minh và làm rõ. Anh Tiến ơi, anh Tiến dâm nổi không anh Tiến? Duy Nguyễn làm gì có chủ đề nào, các bạn cứ tối ngày các bạn hỏi không mà Duy Nguyễn có làm gì đâu mà chủ đề. Gì? Gì có đang đang canh nút nữa hả? Thiệt không? Làm gì có, hình người mẫu người ta không mà chị ơi. Chị bậy quá, em sợ ra hình không mặc đồ thật mà hình người mẫu người ta không. Hình gì có, chị xạo. Đẹp mới coi nha, xấu là anh dứt em luôn đó. Lời thú tội, con khỉ gì đâu chị? Ủa em, lời thú tội trước đêm giao thừa, con khỉ gì đâu? Đâu, toàn là giao thừa không à. Gì có dâm chủ đoan trang và lời thú tội đêm giao thừa. Vui gì, vui gì, vui gì. WordPress này thường thường nó bị lock nè. WordPress.com này cũng lock. Chắc bị khóa. Cái gì đây? Cái gì? Đó là những bức ảnh ghi lại cảnh quan hệ của tôi vào cái thời mà tôi cho là mình lãng mạn nhất và cũng ngây thơ nhất. Thời mà tôi quan niệm yêu là phải hết mình. Thời mà tôi sống trong một thế giới đầy những hình ảnh đẹp đẽ của những giai điệu huyền ảo. Làm báo, yêu anh và nghe đàn guitar cổ điển, nghe bản nhạc Beatles. Tôi đi đâu trong lần trong đầu cũng rực sáng những bức hình ấy. Trong bóng nụ cười của anh, ánh mắt, đôi môi, bàn tay. Tôi đã nghĩ về tình yêu và tình dục như một cái gì đó thiêng liêng và rất đỗi thiêng liêng. Nghe tục tét luôn, thôi bỏ đi. Má ơi, Mai Dương, anh em bây giờ ở nhà Mai Dương, em nghĩ sao? Em vô bắt anh đọc cái này, nhìn tấm hình này, đúng không? Xong rồi xuống đây đọc những lời như vậy. Ông em vừa phải thôi, anh có thù với em không? Em nhìn cái tấm hình này, xong em đọc, bắt anh đọc những lời như vậy. Em quá đáng lắm luôn á. Em quá đáng lắm luôn á. Em quá coi thường anh này. Tối nay tính chuyện của em sao? Thua. Em quá coi thường đàn ông Việt Nam này. Đối Duy là sao anh? Anh Duy có thể ra cho em nghe xin bài thơ được không? Thơ hả? Cái giọng bữa nay không tốt lắm đâu.